Tàu cá mang biển đăng ký TG92422TS của bà Trần Thị Nở, ngụ tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, ở tỉnh Tiền Giang, vừa đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Sơn và toàn bộ thuyền viên còn lại của tàu cá bị nạn TG90846TS cập cảng cá Vàm Láng để bàn giao cho Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang xử lý. Vào khoảng 22 giờ đêm ngày 18 tháng 2 năm 2020, tại vị trí có tọa độ 08 độ 30 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 50 phút kinh độ Đông, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý về phía Đông Nam. Do biển động, sóng trên cấp 6, trời lại tối, nên tàu cá TG91117TS của ông Đoàn Văn Mười, ngụ tại thị trấn Vàm Láng, không quan sát được nên đã đâm thẳng vào sau lái của tàu cá TG90846TS của anh Lê Văn Hạ. Sau khi hai tàu cặp mạng nhau, cú tông bất ngờ làm tàu TG90846TS bị nghiêng hẳn sang một bên và bị dây neo của tàu TG91117TS chèn lên dìm, làm cho tàu chìm. Thuyền trưởng Hạ và 6 thuyền viên trên tàu hốt hoảng nhảy xuống biển. Sau một thời gian tìm kiếm, đã cứu vớt được 6 người. Trong đó có một người chết, một người mất tích. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đang huy động các tàu cá khai thác gần khu vực trên, tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể thuyền viên tử nạn cho gia đình an táng.